Hey, xin chào tất cả mọi người và xin chúc anh em có một buổi trưa thật là vui vẻ, ăn cơm thật là ngon miệng. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với vị tướng Ma Lốc. Và thật ra thì mình thích chơi vị tướng Ma Lốc với vai trò đó là solo đường kinh công. Nhưng mà rất đáng tiếc khi mà mỗi lần cầm với Ma Lốc là anh em lại gắn ghép cho mình đi ram hoặc là đi solo dòng hoặc là đi nói chung toàn đi dòng, rất ít khi mình có thể đi được đường kinh công. Và ôi cướp rừng kìa, chiến công đâu rồi, hay quá. Đồng đội mình cướp rừng, ok mình cứ cố gắng mình farm lên level 2 đã. Và hiện tại trong trận đấu này mình phải solo với một con quái vật mang tên Arum anh em ơi, một trong những cái con quỷ mà nếu mà mình đánh nhau thì thật sự là mình không thể nào thắng được, tại vì là nó có khả năng hút máu. Mình thì tầm đánh gần không phải tầm đánh xa. Thanh niên cướp này, cái cướp bóc này, trời đất ơi, nó cướp này, cướp bớm người ta, nó cướp cướp rừng này rồi, xong cố gắng nhá, mình sẽ một mình từ xem. Và khi mà solo Arum anh em cố gắng sử dụng chiêu một xong anh em lại chạy ra, đừng để cho nó hút hồi máu. Đồng đội mình tới kịp thời rồi, anh em thì nhìn thấy qua rất là trâu nha. Tiếp tục này, bổ này, thật sự nó sao nó trâu vậy. Chưa một tiếp, chưa một hồi nhanh mà, chưa một sát thương chuẩn mà, sát thương chuẩn chém được cả giáp rồi. Ok, hút luôn, anh em thì nhìn thấy qua giáp của mình rất là dày nhá. Chém ném chơi tiếp. Ôi đừng kéo của tôi, trời ơi. Ôi thế là ăn mất một mạng của mình rồi. Không sao, tiếp tục lại, mình lại chơi tiếp nhá. Đó, ôi trời ơi, chém xịt tôi. Anh em thì nhìn thấy qua mình rất là trâu những thời gian đầu như thế này. Tiếp tục nha, mình sẽ sử dụng chưa một đấy. Ok, và hiện tại anh em uầy, vạch máu này còn rất là thấp. Tiếp tục chiêu một này, hai mạng ngon sớt kèm theo hai điểm hỗ trợ. Đối phương kiểu là rất thích ăn mạng của mình thì phải. Nên nhớ là Ma Lốc chúng ta rất là trâu về khả năng kể cả chiêu 2 búp giáp. Chiêu 1 khi mà anh em quạt trúng đối phương anh em cũng có được khả năng hồi máu, chiêu 2 búp giáp. Đây là một trong những vị tướng gọi là rất là nặng, rất là to, đồ con anh em ơi. Đấy, cố gắng làm sao thì thời gian đầu như thế này mình chỉ có ôm thủ thôi. Tại vì sao, chơi với Arum mà vừa xong thì Arum sang cướp rừng ở đầu đội mình đến kịp thời. Chứ còn nếu mà không có đồng đội của mình thì một mình pha vừa xong thì mình cũng không thể nào ngăn cản được đối phương đâu. Ok, 5-2 rồi. Tất nhiên là khi mà chơi vị tướng Ma Lốc này mình khuyên anh em là nên mang cấp cứu đi để hỗ trợ đồng đội tốt hơn. Đây là một trong vị tướng đỡ đòn mà, đỡ đòn bảo kê. Thế nên là anh em cố gắng mang cấp cứu đi thay vì cho bộc phá nha. Bộc phá để KS thì cái đấy thì không nên. Tốt nhất là anh em cố gắng để cho đồng đội xanh và bảo kê đồng đội tốt thì anh em có, nếu mà muốn giành chiến thắng thì như thế thì nên làm như vậy. Chứ còn mang bộc phá đi thì rất là khó có thể là bảo kê được đồng đội. Trong trận đấu này team mình có thêm cả trợ thủ, đó là vị tướng Grack anh em ơi, đỡ đòn Grack. Đừng có kéo đừng kéo Arum vào là được. Đấy chưa, chơi vị tướng này nó cũng tù một chút, tại vì là mình không thể đảo đường đi ganh được. Căn bản là solo đường rồng mà, với con Arum nữa, mình sẽ hạn chế giao tranh với Arum nha. Và khi mà cấu rìa thì anh em chỉ cần cấu rìa bằng chiêu một thôi, sau đó anh em rút lui luôn. Tại vì những đòn đánh thường của vị tướng Ma Lốc chúng ta thời điểm đầu game nó chưa có sát thương nhiều đâu. Thật ra kể cả cuối game vậy, nhưng mà cuối game anh em có những trang bị như áo choàng băng giá hoặc những trang bị khác thì nó sẽ gây thêm sát thương và khả năng khống chế. Rồi, hiện tại mình đang đứng thứ hai về khả năng farm, đứng thứ hai của team nhá. Đó, Arum này, Arum. Chơi không chị ơi, chơi không chị ơi. Ôi, càng về nó level 5 rồi. Arum nhìn mình cũng ngán mà mình nhìn Arum cũng ngán. Nói chung thì chúng ta không thể yêu thương được nhau đâu, không thể kết duyên được đâu, thế nên là nhìn nhau mà ghét bỏ thôi. Giao tranh rồi, đó, chém này anh em được thấy được hồi máu chưa? Cứ chém, đó, cứ chém nha. Tiếp tục này, luyện chiêu cuối này. Trúng không? Trúng rồi nhưng không có ai đây, buồn thế. Rồi, ui, mình có cấp cứu mà. Ui trời, anh em thử nhìn đây, rất là trâu nha. Ui thôi xong rồi, đấy chưa? Trâu ra man, thôi chết, không chết được. Thần linh ban phước, phải cảm ơn cái đồng đội của mình đã đến kịp thời. Vừa xong thì mình cũng phải sử dụng đến cấp cứu và sử dụng búp giáp và chiêu 1 nữa mới có thể sống sót được thành công. Và có thêm được rất là nhiều điểm hỗ trợ. Đó, Ma Lốc mà, nếu mà thiếu tanh thì anh em có thể mang vị tướng này. Khi mà trong đội hình anh em có một 4 vị tướng máu giấy mà có thêm Ma Lốc vào thì đồng đội của mình sẽ tự tin lên rất là nhiều. Tại vì nhìn Ma Lốc về cái bề ngoài nó khá là to, khá là lực lưỡng rồi. Và kèm theo thì kể cả vị tướng này late game cũng rất là mạnh, thời điểm đầu game cũng rất mạnh. Mở combat tốt đến từ chiêu cuối hoặc là bảo kê đồng đội đến từ chiêu cuối. Đó. Và một cái thông tin vui cho anh em thì hiện tại thì mình biết được từ các kênh YouTube của, ví dụ như chuyên mod như ở King of Pop thì có thông tin cho mình một chút về bộ trang phục mới nhất vị tướng Ma Lốc. Sẽ có một bộ trang phục siêu phẩm cho vị tướng này. Đó, nó thiên về máy móc hơn, bây giờ chỉ có hình ảnh thôi, còn về chi tiết thì mình chưa thể xem được. Và bây giờ khi mà chính thức ra mắt cái bộ trang phục đấy gọi là hé lộ thì mình sẽ review cho anh em nha.
Luyện ngục luôn. Rồi. Dọn lính là chủ yếu mà anh em ơi. Ra đi solo đường rồng thì là cũng hạn chế giao tranh, đối phương cũng không xuống đây ăn rồng. Team mình cũng không xuống đây, tại vì sao anh em thì nhìn thấy là nếu mà dưới đường rồng này những vị từ máu giấy đi, team mình sẽ gank thường xuyên. Nhưng mà đây là một con quái vật Arum cơ. Đó. Cứ chém anh em ơi. Càng nhiều lính bên cạnh em sử dụng chiều 2 búp càng nhiều giáp. Nó nhìn mình nó cũng ngán mà nhìn mình nhìn nó mình cũng ngán. Đấy làm gì căng. Cứ chém thôi, chém anh em lại chạy nhưng mà nó lại hồi máu kìa, anh em thấy chưa? Đứng cạnh lính nó lại được hồi máu bằng hòa. Được cái được điểm lợi đó là mình không sử dụng mana. Chứ con Arum mà sẽ sử dụng mana. Rồi, rồng này. Rồng, rồng. Bà con đâu rồi rồng, nó ăn rồng này. Nó ăn rồng nha. Ok, đồng đội mình đang tới có mỗi để nó vào trước cho. Khổ lắm cơ, rồi xong rồi, cấp cứu. Rồi, tiếp tục ạ, chém này. À chưa, mình có cấp cứu lợi cho đồng đội chứ có gì đâu. Ô cho đồng đội tốt mà, chém tiếp này. Không có ai cả, rừng đang tới mình sẽ câu kéo nha, sử dụng chiêu cuối vào để luyện ngục này. Sử dụng này. Ok, nhảy này, tiếp tục này. Chết đi ui. Chém một phát được hai mạng. Chém xuyên táo anh em ơi. Xuyên táo thật sự. Phát đấy thì thôi thật quá là bá rồi. Anh em thể nhìn thấy là cái vòng cung của cái chiêu 1 vì tướng này nó rất là rộng nha. Một chém thôi. Một chém thôi là đủ phê rồi. Chém một phát nhìn vàng nó cộng cho mình cảm thấy mình giàu sang hơn bao nhiêu. Đó. Ok, nhờ cho bạn con bồ xanh. Lấy trụ nha, ép trụ luôn đi bạn. Để mình check map cho. Không được rồi, té đi. Check map thế là biết là đối phương xuống rất là đông, chúng ta không thể chơi được đâu. Liliana rất cơ động và mình chưa, đấy, mình sắp có chiêu cuối thôi. Giao tranh, anh em cứ cố gắng sử dụng chiêu cuối làm sao mà cản bước được những vị tướng như kiểu là xạ thủ phát sư đối phương đến gần với đồng đội của mình. Người ta gọi là cái bao đỡ đạn đấy, bia đỡ đạn đấy. Này vào đây này. Ngồi đốt inox luôn. Thoải mái, giờ sát thương mình thoải mái, không xin nê. Ông xin nê đã bảo rồi, kéo hay lắm. Chém này. Ui sao tự nhiên đẩy ra vậy? Đang chém trúng đang chém chuối chín rồi. Ok, tiếp tục nhảy này, phát này đi. Uầy, nhập. Trời ơi. Không thể tin nổi mình nhảy một phát được 5 người luôn, anh em thể nhìn thấy nhá. Đấy chưa, khi mà anh em luyện ngục làm sao cố gắng luyện ngục vào 5 thành viên đối phương thì đối phương sẽ kiểu là bị hất tung, kèm theo bị chịu sát thương, bị làm chậm khi mà đứng trong vòng tròn hủy diệt của vị tướng ma lốc này. Rất khó chịu. Kể cả anh em mở combat trong mũi trụi cũng được. Nếu mà tí nữa có cơ hội thì mình sẽ mở cho anh em xem. Đó. Khiên điện thoại giúp cho anh em có khả năng giúp anh em có thể hồi chiêu nhanh hơn, búp giáp nhiều hơn. Cứ hết giáp, hết chiêu 2 lại búp giáp tiếp. Chưa có chiêu cuối đâu bạn ơi, đừng hổ báo quá, mình chưa có cấp cứu. Rồi sao ông Grack ơi, bạn chết rồi. Mình không cứu được luôn. Ok, chúng ta sẽ đứng lại đây nhá, chiêu cuối này. Không được rồi, sai rồi. Tìm bạn chọn Violet bắt chưa? Thôi, thêm mình chết luôn rồi. Lần này thì chết. Làm sao mà đỡ nổi 5 người đây? Đánh không vừa, đánh cẩn thận là chút, không là Skirt thì đi lẻ, đi farm. Đánh không cẩn thận lại thua sấp mặt bây giờ. Nói chung là mình chơi với một vai trò đó là đi đường dòng mang cấp cứu nên việc khả năng ăn mạng nhiều không được cao. Dù sao thì cũng cố gắng KS 5 mạng liền trong combat thì KS 5 mạng liền trong combat. Thật ra nếu mình thấy nếu mà điểm hỗ trợ của vị tướng ma lốc này nhiều thì anh em cố gắng sử dụng được cái chiêu cuối thành công thì đấy là điểm cộng cho anh em khi mà chơi vị tướng ma lốc này rồi. Tiếp tục nha. Trời ơi nhìn cái thân hình đồ sộ như thế này ai mà chẳng chết khiếp đúng không? Nhìn chết khiếp đi được. Kìa nó có xíu máu đâu không giết được. Trời ơi để Liliana nó vờn trước mặt kìa, hay là mấy thanh niên này bị mê gái rồi? Hình như bị sảng hết rồi thì phải, mê gái hết rồi thì phải. Đấy cho anh em thể nhìn thấy chưa, một của vị tướng này bây giờ hồi rất nhanh. Mình cứ sử dụng một phát là mình lại được hồi. Không thể tin nổi. Đấy là mới lên là một cái trang bị giảm thời gian hồi chiêu. Nếu mà tí nữa có cơ hội thì mình sẽ lên nốt một trang bị nữa, đó là huân chương choi. Một cái trang bị thủ giúp cho vị tướng này có giảm thời gian hồi chiêu nữa. Hai trang bị giảm thời gian hồi chiêu thì nó sẽ kỹ năng sẽ hồi nhanh hơn, bút giáp nhiều hơn, nhanh hơn. Chiêu một quạt đau, không phải đau hơn mà là nhanh hơn. Cái gì gọi nhanh? Nhanh và khỏe hơn. Đấy, thường thường nhanh sẽ phải đi đôi với khỏe. Ok, tiếp tục nha, chiêu 1 này. Đó. Cứ 2 giây hồi thôi anh em ơi. Ra tranh rồi. Trời ơi, ra tranh đường trên, tôi tới đây. Cố lắm, đợi xạ thủ đi, mình phải đi cạnh xạ thủ để mình bảo kê mà. Luyện ngục này. Luyện ngục này, luyện ngục phát này thì chuẩn luôn này. Rồi, nhảy chuẩn xác. Đấy, khép góc thế này thì sống sao? Búp giáp này, trời ơi, chiêu 1 thì chết. Ôi kìa. Ảo tung chảo. Phải công nhận là mình phải dành một lời khen cho Liliana. Vừa xong có một pha xử lý rất là tuyệt vời. Mình cứ nghĩ là mình sẽ có một mạng nữa, nhưng ai ngờ Liliana có thể là lướt ngược lại để né được kỹ năng của mình.
Vì hiện tại team mình chính thức bị gắt sạch rồi. Không thể tin nổi. Khéo thua sấp mặt bây giờ, thua ngược. Ôi, chúng ta giữ lại bình tĩnh nhá, vừa xong thì mình cũng hơi máu chiến quá. Nhảy thẳng vào để khép góc cho xạ thủ team bạn với pháp sư team bạn cách xa. Cách xa đồng đội của mình, ai ngờ đồng đội của mình vẫn bị hấp gấp diêm. cái lỗi này chắc là lỗi của mình rồi, tại vì là mình không bảo kê cùng đồng đội, không bảo kê được đồng đội. Tham mấy cái thanh niên máu dây quá. Nên nhớ là mình là vị tướng đỡ đòn, bảo kê. Chúng ta biết sai, nhưng mà phải biết sửa sai, chứ còn đừng có sai rồi bắt đầu gắt với đồng đội làm gì. Như vậy càng làm tệ hơn thôi. Rồi đi chung nào, combat nữa nào. Bây giờ combat liên tục thì chúng ta sẽ có điểm lợi. Chứ để lâu là team bạn lết, anh em biết là thỏ ném rất là đau. Thỏ phê cỏ, kể cả tanh đỡ đòn nó không ngán, nó lên mà xuyên giáp, một đồ xuyên giáp thôi là mình đủ khóc rồi. Rồi, đi theo cô nàng này, bảo kê Violet nha. Trời đất ơi, đi cạnh gái xinh cơ khác. Mình cảm thấy mình đẹp dai hơn rất nhiều. Ok, từ từ nha, đây đánh nhau này, mình sẽ khép góc luôn này. Ngăn cách không cho xạ thủ team bạn đâu rồi. Kìa kìa, bên trên, ui, thoải mái đi, châu mà. Chiêu cuối lên bên trên nhá, chiêu cuối vào Malok này, à mình xin lỗi, chiêu cuối vào Liliana, rồi xong, xác định nha. Đó chưa, thôi không có ai. Mình chỉ khép góc thôi, không cho hai thành viên của đối phương vào trong giao tranh. Bây giờ chắc là có lẽ team bạn mất 3 người thì còn 2 bị từ máu giấy như là Liliana với Thỏ Slim không thể nào đỡ được rồi. Team mình vẫn còn nguyên bằng này thành viên cơ mà. Còn xạ thủ đầy cây máu, luyện ngục mình sắp đầy, luyện ngục mình sắp hồi rồi. Trời ơi, thôi, chắc có lẽ là mình sẽ mở combat trước nha anh em ơi, huân chương cho đi rồi. Mở combat trước, thẳng tiến này, chiêu cuối. Thôi rồi, Lượm ơi, một dòng máu đỏ tươi. Hết sạch lính rồi. Không có lính thì bắn nhà như mũi đốt luôn. Nhưng mà khi mà có lính vào thì anh em sẽ có khả năng bắn nhà tốt hơn. Rồi, tiếp tục nha. Chiêu một này, né đi đâu. Hay lắm. Chắc là có lẽ kết thúc trận đấu luôn đây. Khi mà xạ thủ bắn rất là buốt. Cảm ơn anh em đã cố gắng theo dõi clip của mình. Và chúc anh em có một buổi trưa thật là mát mẻ, thật là vui vẻ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một ứng dụng rất đặc biệt có tên là Hubo. Ứng dụng giúp anh em tìm bạn bè huấn luyện viên trên Liên Cầu Vài tốt hơn. Chi tiết mình sẽ để lại sau clip. Bye bye. Hubo, huấn luyện viên eSports là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.